Thưa quý vị và các bạn, nền kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh vận hành chưa đến 50%, các doanh nghiệp đang rơi vào tình trạng thiếu hụt dòng tiền, suy giảm khả năng trả lãi vay, tiềm tàng nguy cơ mất thanh khoản. Đầu tàu kinh tế của cả nước đang đối mặt với nguy cơ nợ xấu gia tăng. Đây là những nhận định của các chuyên gia tại hội thảo khoa học về phục hồi kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025. Được tổ chức sáng nay, tại hội thảo này, nhiều giải pháp đã được bàn luận nhằm giúp thành phố đưa ra được chiến lược phục hồi kinh tế sau những tổn thất nặng nề từ dịch COVID-19. Theo số liệu từ nhóm nghiên cứu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, 6 tháng đầu năm, GDP của thành phố đạt hơn 680.000 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Tuy nhiên, làn sóng COVID-19 lần thứ tư đã nhanh chóng gây nên sự sụt giảm nghiêm trọng ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế. Sốc tiêu cực xảy ra ở cả tổng cung lẫn cầu. Hơn 1 triệu lao động bị mất việc và để phục hồi kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh cần có nguồn lực đủ lớn. Một trong những giải pháp mà chúng tôi kiến nghị là chính quyền trung ương sẽ phát hành trái phiếu, sau đó sẽ chuyển nguồn này cho thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hồ Chí Minh sẽ thanh toán lại gốc của cái nguồn này. Thứ hai mà chúng tôi kỳ vọng đó là thực hiện việc chuyển nhượng tài sản công, bao gồm cổ đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và đấu giá quyền sử dụng đất. Từ cái nguồn vốn từ tài sản công này, chúng ta có thể đầu tư vào dự án trọng điểm, chúng ta có thể tăng vốn cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, kích vào tổng cầu và kích tổng cầu đẩy tổng cung. Đầu tư công kích tổng cầu theo hệ theo lý thuyết số nhân. Chính quyền chủ động quan hệ các địa phương để khai thông vận tải, chấm dứt tình trạng chia cắt theo ranh giới gây khó khăn. Hiện nay vẫn còn cái chỗ này. Bởi vì hai tháng cuối năm này rất quan trọng thành phố là gì? Làm sao các doanh nghiệp mà nó gọi là đang ngáp á, nó không chết nữa. Chứ còn chết nữa là rất khó khăn. Tại hội thảo, các chuyên gia kiến nghị thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung vào các giải pháp nhằm tiếp oxy cho doanh nghiệp theo 3 cơ chế tài chính: cơ chế bù lãi suất, phát huy vai trò của quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ và kết nối ngân hàng doanh nghiệp nhằm mục đích nuôi nợ để đòi nợ, nhất là trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp nợ quá hạn không thể vay thêm từ ngân hàng. Về gói hỗ trợ chính phủ 2021, nhóm nghiên cứu đề xuất có thể lên đến 250.000 tỷ đồng, tương đương với khoảng 4% GDP. Chúng ta khẩn trương tiếp thu các ý kiến hôm nay cũng như các ý kiến gửi đến để chúng ta hoàn thiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế của thành phố. Theo tinh thần là chúng ta vừa thiết kế, vừa thi công, tức là chúng ta vừa hoàn thiện cái chương trình khung, nhưng chúng ta cũng nghiên cứu và hoàn thiện các cái đề án, các kế hoạch, các dự án để chúng ta triển khai. Dự kiến, dự thảo chương trình phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025 sẽ hoàn thành trong tháng 10. Sau đó, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ báo cáo Hội đồng Nhân dân. Sau gần 4 tháng tạm dừng, ngày hôm nay, tuyến buýt sông số 1 từ trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Thủ Đức hoạt động trở lại với công suất 12 chuyến mỗi ngày. Ghi nhận của phóng viên VTC trong sáng nay. Chuyến tàu đầu tiên rời bến Bạch Đằng, quận Nhất lúc 8 giờ 30 phút hôm nay, chở gần 10 hành khách đến bến tàu Linh Đông, thành phố Thủ Đức, cách đó hơn 10 km. Do đa số hành khách dùng phương tiện buýt sông hôm nay chủ yếu để thay đổi không khí sau thời gian dài phải ở nhà thực hiện giãn cách xã hội nên tâm lý hết sức hồ hởi. Khi mà mở cái tuyến này lại thì mình thì thấy rất là hồ hởi, vì tại vì hầu như là giãn cách mọi người đều ở trong nhà hết, cũng bị giống như là cầm chân cũng hơi lâu rồi, thành ra bây giờ ra mà có được cái thay đổi không khí rồi được cái trở lại cái du lịch thì mình thấy rất là phấn khởi, rất là hân hoan khi tham gia cái chuyến buýt này. Mình cảm thấy như thành phố mình rất là đẹp, mình cảm thấy rất là lân lân, rất là hạnh phúc và mình tự hào là mình một người dân của thành phố Hồ Chí Minh và vừa trải qua một cái nạn dịch rất là lớn và mình đang dần phục hồi lại và sống khỏe, sống mạnh hơn nữa. Một trong những vấn đề mà hành khách đi buýt sông quan tâm nhất lúc này đó là sự an toàn của các chuyến đi. Bởi dù đang kiểm soát tốt nhưng tình hình dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu công tác phòng chống lơ là, chủ quan. Theo chủ đầu tư, tàu buýt đưa vào khai thác được kiểm soát theo tiêu chí an toàn trong lĩnh vực giao thông vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi thành phố cho hoạt động lại, thấy là tình hình an toàn rồi, cho hoạt động lại thì mình hoạt động lại. Và mình hoạt động
trong những cái tiêu chí y tế phòng chống dịch mà thành phố cho phép mở để mà từng bước mình khôi phục lại. Dịch bệnh thì lo cũng đã, mình đã lo cả nửa năm nay rồi, mà bắt đầu là mình phải có một cái tinh thần để sống chung với nó. Mình sẽ có những cái cách để mình trang bị và chăm sóc cái sức khỏe tinh thần nhiều hơn bằng những cái trải nghiệm du lịch như thế này. Ngoài buýt sông, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh hiện cho hoạt động trở lại các bến hành khách ngang sông, bến thủy nội địa trong phạm vi thành phố. Các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường thủy tiếp tục tạm ngưng, ngoại trừ bến phà Cát Lái từ thành phố Thủ Đức qua Đồng Nai. Trước đó, từ ngày 20 tháng 6, buýt sông cùng phà biển Cần Giờ, Vũng Tàu, tàu cao tốc Sài Gòn, Cần Giờ, Vũng Tàu dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19. Hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ bắt đầu thực hiện tour du lịch liên tỉnh đầu tiên từ địa đạo Củ Chi đến núi Bà Đen thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh. Khách du lịch chỉ cần tiêm một hoặc hai mũi vaccine hoặc có kết quả test nhanh âm tính là có thể tham gia tour này. Để tạo thuận lợi cho du khách tham quan, Sở Giao thông Vận tải của Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã thống nhất cấp chung một mã QR cho xe vận chuyển liên tỉnh. Những địa điểm tham quan tại Tây Ninh đều nằm trong vùng xanh. Trong tuần sau, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục làm việc với một số tỉnh thành khác để mở lại các tuyến du lịch. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết thêm, Sở cũng có kế hoạch làm việc với các tỉnh thành miền Trung và các tỉnh lân cận để các địa phương cùng thống nhất tiêu chí tạo thuận lợi cho du lịch. Đồng thời, các địa phương cũng rà soát cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, các điều kiện để đáp ứng vùng xanh, điểm đến nào đủ điều kiện để có thể thí điểm tour liên tỉnh trước khi mở lại du lịch nội địa. Thưa quý vị, hiện thành phố Đà Nẵng tạm thời đánh giá 56 trên 56 phường xã trên toàn địa bàn ở cấp độ 2 trong phòng chống dịch, tức là nguy cơ trung bình. Mặc dù cơ bản các hoạt động bên trong của thành phố đã hoạt động trở lại, tuy nhiên kiểm soát chặt chẽ tại các cửa ngõ ra vào thành phố, tăng cường công tác test nhanh kháng nguyên tất cả tài xế là các biện pháp đang được Đà Nẵng áp dụng nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Tại chốt kiểm soát cửa ô Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, tài xế được sắp xếp giãn cách, làm thủ tục để lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Sau khi có kết quả âm tính, tài xế mới được vào thành phố. Được test nhanh miễn phí, thuận tiện, các lái xe đều thực hiện nghiêm túc và cảm thấy rất yên tâm. Tới test nhanh đây là vì vô thành phố là được an toàn cho thành phố, cũng như là an toàn cho bản thân mình. Tài xế chúng tôi rất là yên tâm khi được test COVID, test nhanh tại đây. Các thủ tục làm test nhanh gọn thì chỉ cần trong mất khoảng 20 phút, cánh lái xe chúng tôi thấy yên tâm. Mấy bên từ y tế và tới là mấy anh cảnh sát cũng tạo điều kiện cho chúng tôi là qua test nhanh để tôi qua vô thành phố. Tại các chốt kiểm soát ra vào thành phố, lực lượng chức năng tổ chức tăng cường kiểm tra, phân luồng xe hợp lý. Đối với xe không vào thành phố, lực lượng chức năng cấp giấy nhận diện, ghi rõ số người trên xe, trong trường hợp phát hiện số người ít hơn sẽ xử lý nghiêm vi phạm. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ngành y tế tăng cường hơn 50 nhân viên y tế trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm tại các chốt. Công tác test nhanh thì đối với các phương tiện ô tô chủ yếu là vào thành phố, còn các công dân đi xe máy đi ngoài thành phố thì được công nhận của các bệnh viện địa bàn khác trong vòng 72 giờ để kiểm soát chặt các đối tượng vào chốt. Thì trong thời gian qua, các chốt đầu ngõ cũng phát hiện một số ca dương tính, thì nhằm đảm bảo là các ca dương tính không vào thành phố thì được sàng lọc tại các cửa ngõ. Đáng lưu ý, thời gian qua, nhiều trường hợp dương tính với COVID-19 đã được phát hiện thông qua công tác triển khai test nhanh tại các chốt kiểm soát. Biện pháp này là cần thiết để phòng dịch xâm nhập vào thành phố từ bên ngoài, nhất là khi lưu lượng phương tiện dự báo tăng nhiều hơn trong thời gian này khi Đà Nẵng mở cửa lại các hoạt động.